Kính thưa quý vị, dự án mang âm nhạc cổ điển đến với các bà mẹ và trẻ em trước và trong khi sinh, tin từ Caracas. Khi chào đời ở Caracas, cậu bé Aiden Bello chỉ biết khóc, nhưng sau đó cậu bé lại chuyển mắt nhìn về phía phát ra giai điệu êm ả của bài nhạc Cradle Song do bộ đôi nghệ sĩ đàn hạt tại một góc phòng của sản phụ của bệnh viện. Vài phút sau, mẹ của cậu bé đã nhận được giấy chứng nhận Aiden tham gia chương trình âm nhạc cổ điển cực kỳ thành công của Venezuela, được gọi là El Sistema, hay còn được gọi là The System. Chương trình The System được thành lập vào năm 1975, đã huấn luyện cho 2.5 triệu thanh niên, hầu hết đến từ các gia đình có thu nhập thấp, trong đó có nhạc trưởng tài hoa Gustavo Dudamel. Chương trình giúp phát triển nhận thức không chỉ cho trẻ em, mà còn có những ông bố, bà mẹ mang thai, với ý tưởng âm nhạc sẽ là công cụ phát triển các giác quan của trẻ nhỏ. Chương trình âm nhạc The System thường chỉ tiếp nhận trẻ em ít nhất là 5 tuổi, nhưng với dự án mới mang tên New Members thì hàng trăm đứa trẻ nhỏ hơn có thể nhận được những bài học luyện thanh, âm nhạc bằng những nhạc cụ bằng giấy và những buổi hòa nhạc tự do. Các nghệ sĩ của chương trình The System sẽ có mặt ở khắp mọi nơi tại các bệnh viện. Họ chơi các bản nhạc cổ điển cho các bà mẹ chuyển dạ nghe nhằm truyền cảm hứng ngay cả trước khi đứa bé chào đời. Chương trình The System đã tạo ra những tác động tích cực tại Venezuela và cũng được thực hiện tại các quốc gia Nam Mỹ như Colombia, Peru, Bolivia và nhiều vùng quốc gia khác như Thụy Điển, Scotland và các thành phố của Mỹ như Los Angeles.